Trần Bá Vạn lúc còn thanh niên làm thầy giáo dạy trường tổng tại Ba Kè thuộc tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha mẹ, có một người chị tên là Trần Thị Lành, lấy tay sắm vòng chuyền nhổn nhang, áo quần lè lẹt, nhưng mà không hề giúp đỡ cho em một đồng nào hết. Bá Vạn, người học ít mà nhà nghèo nữa, làm thầy giáo tổng không có cái gì hơn mấy thầy giáo khác. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào mà ông Quyện Hàm Đỗ Thanh Nhàn là một người sang trọng giàu có, lại kêu đến mà gả con cho. Lúc đó, kẻ thì nói ông Quyện Hàm thấy Bá Vạn tính nết mềm mỏng cho nên ông thương. Người thì đồn đãi là tại vì cô Đỗ Thị Đào mất tiết hư danh rồi, cho nên ông Quyện Hàm mới kêu Bá Vạn mà gả quách. Bởi vậy không ai biết lời nào mà tin. Có một điều mà ai cũng biết rõ là Bá Vạn cưới vợ rồi, liền xin thôi làm thầy giáo tổng, dắt vợ lên Sài Gòn kiếm việc làm trong hãm buôn. Bá Vạn là người có tính cần kiệm mà cũng có chí, cho nên chắc mót vài năm trong nhà có dư được chút đỉnh, rồi cho vay đặt nợ, góp gió thành bão, lần lần trở thành một số bạc lớn. Khi ông Quyện Hàm Nhàn chết, tưởng là lãnh được gia tài sẽ làm giàu lớn. Chẳng dè ông Quyện Hàm nhắm mắt rồi, thì chủ nợ ó lên kiện mà tịch thu hết sự nghiệp. Vợ chồng Bá Vạn khỏi trả cái món nợ đó cũng là may mắn lắm, chứ không hưởng được đồng nào từ cha vợ hết. Vợ chồng của Bá Vạn hụt ăn thì bực bội lắm, nhưng mà bực thì bực. Vợ chồng nói với nhau trong nhà thôi chứ không nói cho người ngoài biết, vì sợ thiên hạ thấy cái bụng tham của mình rồi người ta chê cười. Vợ chồng mới quyết tâm làm ăn nữa, cho vay ăn lời cắt cổ, thấy ai làm lợi được cho mình thì mới chịu làm quen. Đến lúc sau này thì Bá Vạn đã có một miếng đất với một cái nhà lầu ở tại Tân Định, giá đáng 8.000 đồng, xe hơi bàn ghế trong nhà và hột xoàn của vợ con đeo giá đáng chừng 6.000, lại có gần một muôn đồng bạc mặt để làm vốn cho vay. Ở trên đời người ta hễ giàu rồi thì lại muốn sang. Đỗ Thị nghĩ mình bây giờ đã có tiền rồi, nếu mà không có chức phận chút đỉnh với người ta thì người ta sẽ khi dễ mình, cho nên hàng ngày cứ thỏ thẻ khuyên chồng, hoặc là xuất tiền ra mua chức quyện hàm, hoặc là ra tranh cử chức hội đồng quản hạt để đi ra đi vô, thiên hạ người ta kính nhường bẩm dạ. Thiệt Bá Vạn thì bản tính không có xe xua, thường nói là đời này hãy có nhiều tiền thì mạnh, làm ông lớn mà không có tiền, đến vai của người dân thường thì cũng sợ nó chứ nói gì mà oai. Tuy là ý như vậy nhưng mà bởi vì bà vợ có cái tính háo danh, cứ theo òn ỉ hoài, lâu ngày chày tháng rồi Bá Vạn cũng nhiễm theo cái ý kiến của vợ, cho nên mới quyết định là kỳ tuyển cử gần tới đây sẽ ra tranh cử cái chức hội đồng quản hạt. Bá Kỳ đi học ở Hà Nội rồi thì vợ chồng Bá Vạn lo kết vi kết kiến, đặng chừng tranh cử hội đồng có đông người tâm phúc mà nhờ người ta lo giùm. Nay thì mời ông này đến nhà ăn cơm, mai thì đi viếng thăm ông nọ. Hễ có dịp làm phước thì không ngại tốn kém, xuất tiền ra cho nhiều hơn thiên hạ, để báo chí lên trên báo mà ngợi khen. Nghe có đám sát nào lớn, dầu không thân lắm cũng đến đi đưa, để gặp người tử tế mà làm quen. Gặp điều chi bất bình thì viết bài rồi mướn nhật báo ấn hành để cho công chúng biết mình là người ham lo việc công ích. Trước kia đã nói Bá Vạn có một người chị tên là Trần Thị Lành, tưởng cũng nên nhắc sơ chuyện của cô này ra đây luôn thể. Thị Lành lúc 17-18 tuổi, tuy là nhan sắc tầm thường chứ không phải là mình hạt xương mai hay là mài tầm mắt vụn gì hết, nhưng mà tính tình thì gian dối, ăn nói khôn lanh. Ban đầu ở trong xóm thì làm lừng lẫy cái tiếng gái hư, rồi sau ra chợ mà lấy tay cho sung sướng tấm thân. Trước thì kết bạn với ông Cò Tàu, ông Dây Thép, sau thì sánh đôi với quan Kinh Lý, quan Trường Tiền. Vài ba năm thì thấy thay chồng một lần, và mỗi lần thay đổi chồng thì cô có vàng bạc thêm một mớ, chứ không bị thiệt hại chút nào hết. Người ta nói là cục đá lăn hoài không thể đóng rong được, mà cô Lành lăn tròn từ 18 cho đến 32 tuổi là lúc cô gặp quan phủ Lê Khánh Long ở Trà Vinh, thì cô đã sắm đủ nữ trang hết không thiếu cái gì,
lại có vốn hơn 2.000 đồng bạc nữa. Quan phủ Khánh Long nhờ có một nghề làm quan mà dựng lên sự nghiệp đáng giá 10 muôn. Ngài quá vợ nhưng mà có đông con cho nên không tính tục quyền, bởi vì sợ mẹ ghẻ con chồng sinh ra chuyện xích mích. Chẳng hiểu là cô lành có cái phép gì mà quan phủ Khánh Long mới gặp cô một lần thì đã mê man, hồn phi phách tán, lững đững tinh thần, theo năn nỉ khuyên cô dứt quan trường tiền, rồi ngài sẽ rước đem về nhà giao các việc nhà cho cô quán xuyến, lại giao luôn chìa khóa tủ sắt. Mấy đứa con thấy ngài yêu cô lành thái quá, thải đều bực bội cho nên nhờ bà con cô bác lén dứt bẩm ngài. Không rõ là bà con nói hay hay là tại cô lành làm thế nào mà quan phủ lại càng ngày càng yêu mến tin cậy thêm, đến nỗi kêu chánh lục bộ đến nhà làm hung thú hạng nhất đầy đủ hết. Từ đó, người xa kẻ gần không ai dám kêu là cô Hai Lành nữa, tất cả đều phải kêu là bà phủ Khánh Long, làm cho người lương thiện chân chánh ai nghe cũng lắc đầu, ai cũng trách cái thói văn minh tà mị dị thường. Mới hôm qua còn là một cô gái bán phấn buôn son mà bữa nay trở thành bà huyện, bà phủ. Cô Hai Lành biến thành bà phủ Khánh Long cũng thật là kỳ, mà còn điều này lại còn kỳ hơn là quan phủ cưới vợ chưa đầy một năm mà hai đứa con trai của ông lăn ra chết hết, chỉ còn có ba đứa con gái nhỏ mà thôi. Đã vậy mà cách có một năm nữa, quan phủ cũng chết theo hai đứa con trai. Bà phủ trình cái tờ chúc ngôn thì quan phủ đã có định chia cho bà phân nửa gia tài, chia tiền bạc mà cũng chia ruộng đất. Tờ chúc ngôn làm trước mặt nô te đủ phép, bởi vậy tuy bà con ai cũng nghi là bà phủ dùng thuốc độc mà giết chết cha con quan phủ để đoạt gia tài, nhưng mà biết thì chỉ ấm ức trong lòng thôi chứ không có bằng chứng gì hết, cho nên cũng không thể nào kiện thưa. Bà phủ mới xin tòa lên án sang tên cho bà đứng bộ gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Vinh, quê lợi mỗi năm góp hơn 4.000 dạ lúa, và bà lãnh phần bạc mặt là 15.000 đồng, nhập với cái số tiền bà để dành riêng thành tới 45.000. Rồi bà lên chợ lớn, mua một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa mà ở, sắm xe hơi để đi chơi, mướn người đấm bóp cho bà ngủ, an hưởng thanh nhàn phú quý. Lúc nào cũng chê thiên hạ ngu si, cười thế tình khờ dại, không thèm lấy chồng nữa, mà cũng không thèm buôn bán hoặc là cho vay, cứ thâu quê lợi ruộng đất mà xài, dầu xài không hết thì cũng để dành chứ không bao giờ bố thí cho người nghèo như những người giàu lương thiện khác, mà cũng không lập miễu cúng chùa như những người khác mạc ăn năn. Bà phủ với bá vạn tuy là chị em ruột, nhưng mà tánh ý thì không giống nhau. Bà phủ thì khinh khi bá vạn là thằng ngu, còn bá vạn thì ghét thầm bà phủ là một người độc ác. Bởi vậy chị em ở gần nhà mà ít khi nào mà lui tới. Trót mấy năm, Đỗ Thị Đào mỗi tháng thường dắt hai đứa con gái vô trong chợ lớn thăm bà phủ một lần, và lâu lâu hễ bà phủ có dịp đi Sài Gòn thì bà cũng lên Tân Định mà thăm lại. Trong ba đứa cháu, coi ý bà thương Thanh Kiều nhiều hơn hết. Nhưng mà thương thì thương, chứ chưa từng thấy bà mua cho Thanh Kiều cái gì hết. Vợ chồng bá vạn đang lo lắng về cái chuyện tranh cử hội đồng, thì bữa nọ có cô Năm Liêu là người quen với Đỗ Thị thở nay, dắt bà Phán Quý ở cầu kho đến nhà để mà thăm. Đỗ Thị ra tiếp khách, trà nước hẳn hoi nói chuyện vui vẻ. Còn cô Thanh Kiều thì lăng xăng sau lưng của mẹ, bữa cao cắt trầu, mở tủ lấy gối thiêu cho khách nằm, sai trẻ chùi ống nhổ cho sạch sẽ. Bà Phán Quý ngồi nói chuyện mà mắt cứ liếc ngó Thanh Kiều luôn luôn, rồi bà lại hỏi thăm tuổi và kiếm chuyện nói với cô. Cách vài bữa sau, cô Năm Liêu lại quay trở lại nhà thăm Đỗ Thị nữa, mà chuyến này cô đi có một mình mà thôi. Cô ngồi nói chuyện dông dài một hồi, rồi cô mới nói thiệt với Đỗ Thị là bà Phán Quý có một người con trai 24 tuổi tên là Hà Thái Thường, học ở ngoài Hà Nội đã thi đậu bằng thầy thuốc, quan trên mới bổ đi trị bệnh trong nhà thương Chợ Rẫy. Bà Phán là người quá chồng, có ba người con mà thôi. Con gái lớn đã có chồng làm việc một cái hãng ở Nam Vang, con giữa là ông thầy thuốc, còn con trai út thì còn học ở trong trường Bổn Quốc.
Bởi hôm trước, bà Phán ghé chơi nhìn thấy Thanh Kiều đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng, đem lòng thương mến, cho nên muốn nhờ mai mối đến để cưới đem về cho ông thầy thuốc. Nếu mà vợ chồng Bá Vạn đồng ý, thì bà sẽ dắt ông thầy thuốc đến nhà cho vợ chồng Bá Vạn biết mặt và sẵn dịp cho hai trẻ thấy nhau luôn thể. Đỗ Thụy nghe nói, suy nghĩ một hồi, rồi nghĩ nếu có rể làm thầy thuốc thì đáng mừng lắm, nhưng mà không biết là bà Xui là người giàu hay là người nghèo, cho nên Đỗ Thụy lên tiếng nói hàng hai. Cái con nhỏ tôi xưa rài á, họ đi nói hai ba chỗ rồi, mà ta nói cha nó lúc này mắc tranh cử hội đồng, lại thấy nó còn nhỏ quá, cho nên ổng chưa có chịu gả chỗ nào hết. Cô Năm Liêu nói là bà Phán Quý là một người hiền đức, chồng chết để lại cho bà một ngôi nhà tốt với 5-7 ngàn đồng bạc. Bà có hột xoàn cũng nhiều. Bà hứa nếu chịu gả thì bà đi hỏi một đôi bông xoàn 500, rồi tới chừng cưới bà đi thêm một bộ dây chuyền nhận hột xoàn nữa. Đỗ Thị nghe nói bà Phán Quý có vốn 5-7 ngàn và hứa đi hỏi và cưới đều cho hột xoàn thì không còn dục dặc nữa, mới kêu cô Năm Liêu chờ ít ngày để cô bàn tính với chồng rồi dò ý con, sau đó sẽ cho biết. Vợ chồng Bá Vạn bàn tính với nhau rồi cho phép bà Phán Quý dắt thầy thuốc Thái Thường đến coi mắt Thanh Kiều. Khách đã đến nhà rồi mà Thanh Kiều không chịu thay áo gỡ đầu, cứ nằm ở trong phòng hoài. Đỗ Thị phải vô mà hối thúc. Thanh Kiều không dám trái ý mẹ cho nên cực chẳng đã, phải bới đầu sơ sơ cho có, thay áo tím mà không chịu thay quần trắng, chân đi dép chứ không chịu đi dài, ở trong bước ra chào khách mà cặp mắt ướt rượt, đi không muốn bước, ngó không thấy người, chẳng khác nào một tội nhân bị đem ra pháp trường xử tử. Thanh Kiều chào khách rồi mới quầy quả quay trở vào trong phòng, nằm úp mặt trên gối mà khóc. Mẹ con bà Phán Quý ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ, Đỗ Thị thì khoe tiền bạc, bà Phán thì khoe tài của con, rồi bà Phán mới từ giã mà ra về. Vợ chồng Bá Vạn đưa khách ra khỏi cửa rồi thì kêu đem xe hơi ra và đi với Thanh Huê vô chợ lớn mua thêm quần áo. Riêng Thanh Kiều ở nhà một mình, chẳng hiểu là cô đang nghĩ cái gì mà cô nằm co, nước mắt nó cứ tuôn dầm về. Đến chiều cha mẹ với chị đã về rồi mà cô cũng vẫn còn nằm ở trong mùng không chịu bước ra. Đỗ Thị thấy Gia Dịch dọn cơm mới kêu Thanh Kiều ra ăn cơm. Thanh Kiều lau nước mắt, tuy sạch rồi nhưng mà bởi vì khóc nhiều quá cho nên mí mắt vẫn còn sưng đỏ. Bởi vậy khi cô ngồi lại ăn cơm thì chị cô là Thanh Quê nhìn cô rồi mới lên tiếng nói. Nhỏ này, làm con gái, có chồng đi coi mắt mà khóc cái nỗi gì chứ. Nè, mày bây giờ á được chồng làm thầy thuốc sang trọng quá, còn làm bộ nữa. Vậy chứ tao đây nè, tao đụng cái ông chồng làm kỷ lục, lãnh lương không đủ đi xe, thấy ai cũng sợ hết thảy. Tao mang lỡ nó rồi, chẳng khác nào á như mang cái gông, mày không thấy sao? Thanh Huê nói như vậy mà vợ chồng Bá Vạn vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, coi bộ đắc ý lắm. Đỗ Thị cứ theo khen ông thầy thuốc Thái Thường hoài, khen ông là mặt mày sáng láng, đi đứng nghiêm trang, khen ông có cặp mắt có thần, ăn nói đủ lễ phép. Bá Vạn tuy không khen nhưng mà hễ vợ nói thì ông gật đầu và miệng mỉm cười. Thanh Kiều không cãi mà cũng không nói tiếng gì hết, ngồi ráng ăn hết chén cơm rồi đi xuống nhà bếp đứng mà ngó mông ra ngoài vườn. Sáng bữa hôm sau, cô Năm Liêu đến nhà dò ý vợ chồng Bá Vạn, tưởng là Đỗ Thị dùng dằn không chịu gả. Chẳng dè cô chưa mở hơi thì Đỗ Thị đã khởi đầu khen ông thầy thuốc Thái Thường và biểu cô vô cầu kho nói cho bà Phán Quý hay là Bá Vạn thấy mặt ông thầy thuốc thì thương lắm, cho nên bà Phán muốn đi lễ hỏi ngày nào cũng được, nhưng mà lễ cưới thì phải chờ sau khi tuyển cử hội đồng quản hạt xong rồi mới định ngày. Cô Năm Liêu mới vô trong cầu kho kể lại mấy lời đó thì bà Phán với ông thầy thuốc đều vui mừng, nhất là bà Phán nghe cô khoe là Bá Vạn là một người giàu lớn, lại đang sửa soạn tranh cử chức hội đồng quản hạt thì bà lại càng mừng nhiều hơn nữa. Hai bên đồng ý với nhau và định một tháng nữa trùng nhằm ngày lễ đình chiến sẽ làm lễ hẳn hoi. Bữa nọ lối 1 giờ chiều, Bá Vạn đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo,
còn vợ thì ngồi trên bộ ván mà ăn trầu. Thì thình lình Đỗ Thị mới lên tiếng nói với chồng: mình á thiệt là bậy quá, hôm nay á mình đi chợ lớn hoài mà không có ghé thăm chị phủ, rồi luôn dịp thưa cho chị hay cái sự mình tính ra tranh cử hội đồng và cái sự gả còn nhỏ. Như cái việc tranh cử hội đồng á, dầu mình không thưa trước cho chị hay thì cũng không mấy hại, chứ cái việc mình gả con nếu mà không thưa trước á, chắc là chị lại hờn giận mình đây đa. Ôi dạ, thưa không thưa gì cũng vậy thôi mà. Sao mình lại nói vậy? Chị là chị, mà chị lại giàu có lớn, bề nào á mình cũng phải trình với chị chứ. Ôi, bà giàu thì bà ăn chứ bộ mình ăn được sao mà phải hạ mình với bà cho mất công. Bây giờ chị thấy tôi giàu rồi á, chị mới bắt đầu lui tới chị em. Chứ hồi trước đó nhớ không, lúc mà tôi nghèo đó, làm thầy giáo tổng ăn lương mỗi tháng có 16 đồng bạc à. Khi mà đau ốm hay là sắm quần áo mà thiếu tiền đó, gửi thư xin bà chút đỉnh, bà chửi giải trên đầu á, nói là theo báo bà. Mà rồi chửi xong rồi cũng đâu có gửi cho đồng xu nào đâu. Ôi chuyện cũ hồi nào mà nhắc lại. Chị em á không mấy người thuận hòa với nhau, đặng nâng đỡ nhau không tốt hơn hay sao? Để tôi nói chuyện này cho mình nghe. Chị phủ năm nay á đã trên 50 tuổi rồi, chỉ có sự nghiệp lớn mà không có con. Không phải là rủa chị chứ, chứ nói ví dụ mà nghe, một ngày kia chị theo ông bà rồi á thì gia tài của chị đó ai ăn? Không phải về con mình ăn hay sao? Vậy thì mình nên chiều lòn chứ nghịch ý chị làm gì. Ô cái bà đó rồi, tính ý của bà khó chịu lắm, ai mà lòn cúi với bà cho được. Ấy, đã biết là tánh của chị khó mặc dầu, xong phải ráng mà chịu chứ. Chịu sao được mà chịu, ngồi nói chuyện với bà đó, bà coi mình giống như rơm như rác, ai mà chịu cho nổi hả? Thì chị là chị, mình là em, dầu chị có mắng nhiếc mình đi nữa đó, thì mình nhịn thua, ai lại cười chê gì hay sao? Phận tôi đây hả, tôi không cần, ai giỏi cười thì cười, miễn là tôi có tiền nhiều thì thôi. Có lẽ bá Vạn cho cái lời nói của vợ đó là đúng, là phải, cho nên ngồi lặng thinh không cãi nữa. Đỗ Thị thấy vậy mới lên tiếng nói tiếp. Mình à, mình phải nghe lời tôi. Mai mốt có rảnh á, vô mà thăm chị chút, đặng thưa việc nhà cho chị hay. Nè, tôi coi ý chị thương con Thanh Kiều lắm. Nếu mình gả nó mà không thưa trước với chị, chắc chị giận đà. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc á thì có phước quá, chứ phải gả cái chỗ hư hẹn gì hay sao, cho nên sợ không dám thưa cho chị hay. Mà không biết chừng á, mình thưa cho chị hay đây á, chị sẽ mua hột xoàn mà cho nó nữa chứ. Đỗ Thị vừa nói dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Hai người nhìn ra thấy bà Phủ Khánh Long, thì Đỗ Thị mới hối thúc chồng mai mau chạy ra ngoài để mà đón tiếp. Vợ chồng bá Vạn dắt nhau ra tới ngoài đường để mà chào. Lúc đó bà Phủ không thèm ngó tới hai người, cứ ngồi trên xe mà lên tiếng mắng tên tài xế xa xả. Cái quân mày thiệt là không có cái đầu óc gì hết á. Tao dặn có bao nhiêu đó mà quên hoài à. Tao biểu, hễ tao đi chơi á thì phải đem theo đồ cho đủ. Có một cái ông nhổ mà cũng quên. Vậy khi mày để ở nhà mà thờ cha mày phải không? À, dạ dạ bẩm bà lớn, hồi nãy tôi có nhắc con lại đem mà tại nên, quên. Cái đồ chó chết, không có nên thân rồi còn nói cái giống gì nữa. Bá Vạn thò tay mở cửa xe, còn Đỗ Thị thì mời bà Phủ vô trong nhà. Bà Phủ trên xe bước xuống rồi mới thủng thẳng đi trước, vợ chồng bá Vạn đi theo sau. Vô tới sân, Đỗ Thị ngó trong nhà rồi kêu lớn: Thanh Kiều, có cô con ra đây nè con. Con đi đâu, sao không ra mà mừng cô vậy con? Thanh Kiều bước xuống thềm nhà, chắp tay xá bà Phủ rồi đứng nép lại một bên. Bà Phủ liếc mắt nhìn Thanh Kiều và lên tiếng chửi: Mẹ đó, nó đợi tôi ra thăm nó, chứ đời nào mà nó thèm ra thăm tôi chứ. Thanh Kiều nghe nói thì ú ớ, không biết lấy cái gì mà trả lời.
Đỗ Thị thấy vậy mới hớt trả lời cho con. À, bẩm chị, mấy tháng nay ta nói việc nhà nó lộn xộn quá, mẹ con tôi không có đi đâu được hết á. Hai vợ chồng tôi mới bàn tính với nhau hồi nãy đây, à, tính vô bẩm việc nhà cho chị hay. Bẩm đến cái việc gì? À, việc thiếu gì mà cũng là những cái việc lớn lắm. À, xin chị vô nhà đi, rồi tôi sẽ bẩm cho chị nghe. Bà Phủ vô nhà kéo ghế ngồi tại bàn giữa. Đỗ Thị thì lăn xăn hối gia dịch, xúc bình bỏ trà ngon, rồi chế nước cho mau. Hối Thanh Kiều rọc trầu bữa cao tươi, lấy ống nhổ đồng bạch. Bà Phủ nhìn bá Vạn và lên tiếng hỏi. Sao? Hai vợ chồng con Thanh quê á, nó có hay về nhà hay không? À, dạ tụi nó về hoài. À, rồi nó làm việc có đủ ăn hay không? Ồ, hai đứa đó nó hụt tiền tháng nào cũng về sinh hoài. Hễ có vợ có chồng rồi á thì phải lo làm ăn, chứ xin cái nỗi gì? Bị tụi nó nghèo, không lẽ bây giờ mình bỏ nó sao? Cũng tay mày dài lắm, ai biểu hồi đó gả nó cho con nhà nghèo làm gì? Bá Vạn nghe chị mình nói thì quay mặt ra cửa không trả lời. Bà Phủ lên tiếng nói tiếp. Có vậy cho bây tưởng, đằng sau có gả con Thanh Kiều, đừng có gả cho mấy cái quân nghèo khó nữa. Nghe bà nói tới đây thì Đỗ Thị mới kéo ghế ngồi gần bà, tìm một miếng trầu rồi cầm hai tay mà đưa và lên tiếng nói. À, bẩm chị ăn trầu đi chị. À, hồi sớm mơi này nè, bầy trẻ ở nhà đi chợ Tân Định nên mua cao không có được ngon. À, tôi không về chị ra chơi, chứ phải tôi hay trước á thì tôi đã sai bầy trẻ ra đi xuống chợ Bến Thành nó mua thì mới có cao tốt. Bà Phủ lấy miếng trầu bỏ vô trong miệng, vừa nhai vừa lên tiếng hỏi. Hồi nãy bầy nói muốn vô bẩm việc nhà cho tao hay, vậy chứ cái việc gì đó? Đỗ Thị đưa mắt nhái chồng, có ý muốn cho chồng khởi đầu mà nói. Bá Vạn mỉm cười và lên tiếng nói. Ờ, kỳ này tôi tính ra tranh cử hội đồng hả chị? Hội đồng gì? Ờ, thì hội đồng quản hạt. Mày mà làm hội đồng nổi gì? Ừ, chị nói, vậy chứ người ta đó họ đâu có hơn gì tôi mà họ cũng làm được vậy. À, bẩm chị. À, ba của nó nghĩ bây giờ làm ăn khá rồi, ở trong nhà thì có 5-7 muôn, nếu mà không có quyền tước chút đỉnh á thì thiên hạ họ khi. À, cho nên mới tính ra làm hội đồng quản hạt một khóa chơi với người ta vậy mà. À, giàu có tốn hao chút đỉnh thì cũng đâu có xá gì. Ra tranh cử phải tốn hao nhiều, mà làm được á thì họ kêu ông hội đồng vậy thôi, chứ có ích lợi giống gì đâu. Ừ, chị nói vậy là có nghĩa là chị không có biết cái gì hết trơn á. Chị đợi đi, đợi tôi làm được hội đồng rồi chị coi tôi làm giàu lớn cho chị coi. Mày làm sao mà làm giàu chứ? Chị không có hiểu, đời bây giờ á, làm nghề nào mà có lợi cho bằng làm hội đồng đâu. Ai muốn làm quyền hàm, phủ hàm á, mình đi lo giùm người ta, kiếm ít nào á cũng 5-7 ngàn. Rồi ai sắm súng mình đi nói giùm á, kiếm mà tệ lắm á cũng 500-600. Phủ huyện với lại mấy thầy muốn lên chức hay là đổi đi chỗ tốt á, mình nói giúp một lời á, tự nhiên người ta cũng sẽ đền ơn mình. Rồi chỗ nào có cử cai tổng á, mình xía xía vô á thì lại ăn càng no hơn nữa. Đã vậy mình còn có thể khẩn ruộng đất khỏi tốn tiền, lại hãy biết cách làm cho quan trên vừa lòng á, còn được thưởng mày đai nữa, bộ không khoái sao chị? Tao thấy họ làm hội đồng á, rồi họ cãi lẽ sau đó mà dân nó chửi quá. Như vậy mà khoái cái nỗi gì? Ô, cần gì miệng thiên hạ chị ơi, miễn mình được giàu sang thôi chứ. Tao có biết đâu. Mày làm sao á thì mày làm, tốn tiền của mày, chứ có phải tốn hao gì của tao đó hay sao mà tao cản chứ. Ờ, tôi tranh cử kỳ này chắc được à chị, bởi vì anh em ai cũng hứa là giúp cho tôi hết thảy á. Tôi liều tốn chừng một muôn thôi, sao tôi gỡ lại 10 muôn cho chị coi. Cái đó tự ý mày, tao không có xía vô. Đỗ Thị thấy bà Phủ không muốn dự vào cái cuộc tranh cử thì cũng hơi buồn, cho nên mới bỏ qua chuyện đó và lên tiếng nói. Còn một việc này nữa,
Còn con nhỏ hôm nay có ông thầy thuốc làm trong nhà thương Chợ Rẫy. Ông coi và nói đó. À, vợ chồng tôi cũng tính vô bẩm cho chị hay, đặng gả nó cho rồi. Vì nó đã lớn, mà chỗ đó cũng là chỗ xứng đáng đó chị. Thầy thuốc đó tên gì? Tên là Thái Thường. Con của ai, ở đâu vậy? Dạ bẩm, con của bà Phán Quý ở trong cầu kho. Bà Phán Quý nào? Giàu hay nghèo? Bà thì không giàu, nhưng mà cũng đủ ăn. Chồng chết rồi để lại một cái nhà với 5-7 ngàn đồng bạc gì đó. Nè, phải coi chừng, hỏi dò lại cho chắc, chứ đời này họ yêu ma lắm. Họ dọn bề ngoài hực hở coi cho rôm, còn bề trong họ tróc bọc đó. Bẩm chị, bà Phán này tánh tình trơn chất thiệt thà lắm mà. Ôi, mà mình gả con kể thằng rể thì thôi, chứ kể gì thứ chị xui. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc, đi ra họ kêu nó bằng bằng cô thầy thuốc thì đủ vui rồi. Giàu nghèo cũng chẳng có hại gì, phải không chị? Bà Phủ mới kêu Thanh Kiều rót cho bà một tách nước để bà uống, rồi bà đứng dậy đi về, không có tỏ ý coi bà có chịu gả Thanh Kiều cho Thái Thường hay không. Vợ chồng Bá Vạn đưa bà ra xe. Khi bà Phủ lên xe thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói. Bẩm chị, vợ chồng tôi tính là định ngày 11 tháng 11 Tây cho đi lễ hỏi còn nhỏ. Tôi bẩm cho chị hay trước, rồi chừng gần tới vợ chồng tôi sẽ vô thỉnh chị. Bà Phủ nghe nói thì gật đầu, rồi quay lên nói với anh tài xế. Thôi về. Nè, đi chậm chậm vậy nghe không? Mày còn chạy mau nữa tao đuổi mày ra, nói cho mày biết đó. Xe của bà chạy rồi, Đỗ Thị nhìn chồng thấy không vui cho nên mới lên tiếng nói. Cái chị Phủ này tánh ý khó thiệt á. Không có con mà tiện để của làm gì không biết. Tưởng là nói chuyện tranh cử hội đồng, chị Phủ giúp 5-3 ngàn. Còn nói chuyện gả con Thanh Kiều á, chỉ mua cho đồ đạc chút đỉnh gì. Té ra nói chuyện nào chị cũng sủi lơ. Ôi, mà không hại gì. Bây giờ á, chị hà tiện không chịu lõi cái đồng tiền ra. Chừng chị chết rồi thì sự nghiệp của chị đó cũng về tay mình hết. Trước hay sau gì mình cũng nhờ, chứ không có bất đâu mà sợ. Bá Vàng nghe vợ nói thì chỉ nhún vai, rồi không nói tiếng nào hết, bỏ đi vô trong nhà. Hiếu Liêm làm thầy giáo dạy trường Chợ Đuổi, tuy lương bổng ít nhưng mà anh ăn ở cầm kiệm, không chơi bời, ban đêm thì đọc sách hoặc là nói chuyện với mẹ mà thôi, chứ không coi hát mà cũng không ngồi nhà hàng, bởi vậy tháng nào cũng dư được 5-10 đồng bạc. Cao Thị thấy con mình tánh nết như vậy thì bà mừng lắm, mà Hiếu Liêm làm cho mẹ hết cực khổ, khỏi cần phải mua gánh bán bưng nữa thì anh cũng toại chí lắm. Chuyến tàu nào ở ngoài Bắc Kỳ chạy vô cũng đều có thư của Bá Kỳ gửi thăm, mà Hiếu Liêm được bức thư nào thì cũng đều hồi âm trở lại hết. Hai anh em tuy cách mặt nhau nhưng mà gửi thư tín ra vô hoài, cho nên tâm sự đều cùng nhau biết hết, cũng giống như ở gần nhau. Mà trong thư thì hai người nói không sót việc gì hết, duy chỉ có việc Thanh Kiều thì không hề nhắc đến. Lúc đầu tháng 11, Hiếu Liêm đang ngồi dạy học, đột nhiên nhận được một bức thư. Coi chữ đề ngoài bao thì biết là thư của Bá Kỳ, cho nên mới lật đật xé ra mà đọc. Thư trong đó viết như sau: Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Người bạn thân mến của tôi mới nhận được thơ của ba tôi. Cho hay là ba với má tôi đã gả em tôi là con Thanh Kiều cho một ông thầy thuốc tên là Hà Thái Thường ở nhà thương Chợ Rẫy. Ngày 11 tháng 11 tới đây đó sẽ cho đi lễ hỏi, rồi đợi ba tôi tranh cử chức hội đồng xong á, có nghĩa là qua tháng Giêng hoặc tháng 2 sẽ làm đám cưới. Tôi hay được tin đó, tôi buồn lắm.
đã biết cái chuyện mà gả em tôi lấy chồng là cái quyền của ba má tôi định đoạt. Ba má tôi đồng ý chỗ nào nên gả đó thì gả, tôi không được phép ngăn cản. Nhưng mà tôi vẫn buồn bởi vì ba má tôi gả em tôi đó thì cứ chủ tâm về cái chuyện tiền bạc nhiều, về danh dự giả mà thôi, chứ không chịu lựa cái người trung hậu hiền lương, không chịu hiểu cái người tốt còn quý hơn những cái chức quyền. Bạn ơi, tôi vẫn biết là tánh bạn là người cứng cỏi, chí của bạn cao. Dù bạn không được vào làm rể nhà tôi thì bạn cũng không tiếc. Nhưng mà theo phận tôi thì tôi tiếc lắm. Tiếc cái tình thân của hai đứa mình không được khắng khít thêm. Tiếc cái lòng trinh bạch của em tôi không được phối hợp với cái lòng khẳng khái của bạn. Nhân duyên là do trời định, vậy bạn đừng có buồn. Dầu nhân tình ấm lạnh, thế cuộc đổi dời, miễn là hai đứa mình đừng có bội nghĩa vong tình thì thôi. Sau này tôi xin gửi lời chúc bạn bình an, và xin bạn thưa dùm với bác rằng tôi kính dâng cho bác đôi chữ phúc thọ. Bái thư Trần Bá Kỳ. Hiếu Liêm đọc thư xong mà nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ta không muốn cho học trò thấy cái mặt buồn của anh ta, cho nên lật đật xếp cái thư bỏ vào trong túi, rồi lấy sách ra cắt nghĩa bài học cho học trò để khuây lãng. Tan học xong, Hiếu Liêm về nhà, nhìn thấy mặt mẹ rồi sực nhớ mấy lời của Đỗ Thị khinh khi hồi trước, thì lại càng thương càng kính mẹ nhiều hơn. Mà kính thương mẹ bao nhiêu thì lại hờn giận vợ chồng bá vạn bấy nhiêu. Anh ta thầm nghĩ, nếu mà mẹ hay cái việc thanh kiều thì mẹ buồn chứ không ích lợi gì. Cho nên anh ta không dám nói việc đó ra, mà lại sợ mẹ biết mình buồn rồi mẹ hỏi. Cho nên anh ta phải cố gắng ráng làm vui giống như những ngày thường.